Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy gắn mấy bạn ơi. Bữa nay mình cũng đi một mình anh đó nghe mấy bạn. Do ông anh mình có chút công việc rồi nên mình đi chỉ mình anh thôi. Rồi giờ mình mới ra tới đồng ruộng nghe các bạn, sửa sang đi thăm. Nhà mình thì ở trong đó nghe bạn, cách đây cỡ 2 cây số luôn. Trong đường lộ đó đó mình đi này là lộ Tiến Kinh 500 không đó mấy bạn ơi. Bạn thấy lúa người ta xạ nồng nọc thấy ghê mấy bạn. Nè. Đó, mấy bạn thấy nồng nọc không? Nồng nọc này không phải nồng nọc ếch nha mấy bạn. Nồng nọc này là do mấy con nhái dưới cốc đẻ nha mấy bạn. Chứ mùa này ếch chưa đẻ nha mấy bạn. Rồi, trong đây mình có con tai nè mấy bạn ơi. Đi vô mình thăm thử coi. Tai này của tai đầu tiên của trong cái bờ này luôn. Trong gốc chuối nha mấy bạn. Ồ, dính con ngựa bạn ơi. Từ xa mình thấy nó vàng nẻo nè. Rồi, chết ngắt rồi mấy bạn ơi. Xong phim rồi. Xong phim thành long luôn rồi. Quá quắn chết luôn rồi. Đây, con này dính hơi lâu rồi mấy bạn ơi. Chết rồi. Con ngựa này bị chuột cắn chết rồi. Ủa quá bạn ơi. Cỡ này dùng mình hổ ngựa với gắn lãi lên giá nha mấy bạn. Còn gắn hổ hành thì xuống giá luôn. Hổ ngựa với gắn lãi thì giờ nó lên được 10-20 ngàn diện ký nữa đó mấy bạn ơi. Rồi do mình đi có mình nên mấy bạn thông cảm cho mình tạm ngưng video mình xử lý gắn này nghe mấy bạn. Rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình quay lại cho mấy bạn xem. Rồi cho mình tạm ngưng đây đi. Rồi nãy giờ mình lội đây cũng mấy tay không dính mấy bạn ơi. Cũng 7-8 tay vậy mấy bạn. Cỏ này đi dính yếu quá, tại này luồng cũ nghe mấy bạn. Chứ cỏ này đồng ta bơm xả quá thì nó tạt đâu hết mấy bạn ơi, trốn à. Đẹp tới có dính dính hổ hành lai gai chứ còn gắn lãi hổ ngựa chắc tỷ lệ dính nó cũng yếu nghe các bạn. Nó cũng còn dính vậy mà dính không bằng như trước nữa. Rồi nãy giờ thì mấy bạn đã thấy đó, con đây con hổ ngựa một mà nãy chết ngắt rồi nè. Rồi mình đem đây hành trang như mọi ngày, 2 túi mình sợ dính gắn nước nè các bạn. Mà bữa nay không biết sao đây, không biết có khi nào đi xe không không biết. Đây còn lưới này mình đem theo đựng nó có chỗ nào im im hoặc là mấy tay gắt các bạn. Rồi mình sẽ giăng thêm. Rồi trước này mình có tay mấy bạn ơi. Đây, dưới đây nghe các bạn. Chuột cắn hay gì không ta. Có rồi, nó trên đây lo mình nhìn dưới không các bạn. Này nè, dính còn nó lãi toàn nha các bạn. Đây, các bạn thấy đã không? Đó. Cái này dính mình thấy mê lắm các bạn. Đó, bạn thấy những lãi toàn, những lãi này cả nửa ký hay hơn nửa ký nha các bạn. Đây. Để xem. Trời. Quá đã gắn lãi các bạn. Bạn nhìn thấy đã không? Cỡ này gắn lãi quê mình nó lên nha nghe mấy bạn. Đây tới nó dính yếu mà lại nó lên giá ngộ gì đó, hổ hành kỳ hãm thì có giá mà cả nhi mình giăng không dính. Còn cỡ này sắp lên là chắc có hổ hành lai gai đó. Mà cái gì cái bắt đầu nó xuống giá, giờ tới gắn lãi với hổ ngựa lên giá lại. Nãy được con nó cũng cỡ 600 g nửa ký, 600 g mà nó chết ngắt rồi. Còn gắn lãi này hả? Gắn lãi này còn sống, gắn lãi còn đẹp nha mấy bạn. Rồi, các bạn nhìn thấy đã không? Ta lưới tự đây dăng lên, ta lưới này dăng 7 tấc nha các bạn. Đây, cái bờ này hơi bự nè các bạn thấy không? Nguyên khu vực bờ xài của người ta nè. Rồi mình dăng cặp mé vậy nè bạn. Ở đây là mương nè. Đó, ở đây mương mình kéo từ miếng mương kéo lên vậy là ti trên đó bờ rộng gì đó bạn, chứ nó không đi mấy bạn ơi. Nó đi cặp mé lằng lằng kiếm ăn theo mé gì không à. Rồi, thôi mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng máy đây nha các bạn. Vì mình đi con mình à nên mình xử lý gắn này rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình quay lại cho mấy bạn xem. Rồi, cho mình tạm ngưng đây đi. Trời ơi, táp luôn bạn. Thôi, nãy giờ mình lội đâu cũng muốn gần hết lưới rồi mấy bạn ơi, còn không có nhiêu tay nữa mà nó cũng không dính mấy bạn ơi. Nãy giờ bạn cũng đã thấy đó, dính được con ngựa chết con gắn lãi nha mấy bạn. Rồi, đằng đây mình có con tay luôn mấy bạn ơi. Chà, có hàng mấy bạn ơi, có hàng, có hành nha mấy bạn. Có hành này cũng không bự không mấy bạn ơi. Đây. Lội nãy giờ tới đây mới thấy nè, rồi làm như xỉu chết gì luôn mấy bạn ơi. Chết quá. Mình lội hay trễ. Đây ta lưới mấy bạn thấy không, từ dưới đầu đại chuối nó lên đây ta lưới này là 4 tấc nha mấy bạn. Không hành nha bạn, không hành cũng không bự hung, quá đường mấy bạn ơi, bởi vì chết phải à. Con này mới chết nha mấy bạn, còn dư quặt rồi mấy bạn ơi. Đó bạn thấy đã không, dính đi lại nhìn thấy nằm một đống mà thấy đã nha bạn. Còn lậu mà thấy không dính quậy lắm mấy bạn ơi.
Đồ, chết rồi. Mình mới chết nha bạn, còn dư hoạt à, con này về mình còn xử được. Đã ăn mấy bạn. Này đi mấy luồng lưới cũ nha bạn, còn luồng này là luồng lưới cũ mà mình có văng vô đây 5-6 tay là luồng lưới là ta mới đó, bờ mới đó mấy bạn. Thì hổm mình không có vô, giờ này mình mới văng vô. Con này cũng không to hung mấy bạn ơi, con này khoảng 400 gram mấy bạn ơi. Nó cũng không quá bự, 300-350-400 gram. Thông gà mình dính thông hành, có con này là nó nhỏ nhất đó nghe mấy bạn. Thông thường mình dính thông gà như cái cặp đợt rồi được 1 kg luôn, 1,50 đó mấy bạn. Cứ rồi mình thăm dính hai con đó được 1,50 kg. Rồi mình đi con mình, mấy bạn cũng thông cảm cho mình chậm ngưng đây, mình gỡ gắn ngang ra nghe mấy bạn. Rồi hơi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình test lại mấy bạn xem. Con này dính yếu quá bạn ơi, giấy đầy sao nó dính nhiều nhiều, đừng mình quay cái cho nó đẹp đẹp cho mấy bạn xem chơi, chứ còn này dính quá ít, chứ nãy giờ chưa có con nào bự chứ mấy bạn ơi. Đấy, có con hổ ngựa chừng 600 gram mà cũng chết ngắt nữa, ký 600 gram chết rồi. Nãy mình đi ngang mình gặp cái ông chủ vườn mình cho luôn mấy bạn ơi, mình không có sách về nhà, dù mình đi về đường này cái van gắn dính chết này, mình gặp nào quen quen hoặc là mấy chủ vườn giữ vườn đâu đó mình cho người ta ăn à, chứ mình ăn hiếp nhà cũng ngán quá. Có khi bữa nào lâu lâu thiếu thiếu màu mình mới đem về nhà thôi, chứ còn mấy đa số mình dọc đường mình tặng hết rồi. Vậy mấy bạn cũng cho mình xin tạm ngưng đây ha, để mình xử lý nó đi rồi mình đi tới theo có dính mình quay lại cho mấy bạn xem. Rồi bờ này cũng nãy giờ là ngay chân vị trí bờ dính hổ hành, nãy mình đi sâu vô nghe mấy bạn. Ở đây mình có tay không dính mấy bạn ơi. Rồi bạn thấy đó, tài lưới này 6 tắc nè, mình nhận đây nghe bạn. Tại bờ này bự, ở đây là khu vực người ta nuôi cá nghe bạn. Còn cái tiếng ngàm ầm đó là người ta bơm nước vuông cá nghe mấy bạn, chứ cũng không có gì. Đây test mấy bạn xem khu vực nhà mình đây là xài được không nè mấy bạn. Xài rồi cá cha, nói chung là người ta nuôi đủ đồ thứ cá hết. Ở đây mình có tay nữa nha các bạn. Đó, đây coi dính các bạn ơi. Đây từ xa thấy rồi, gắn nước các bạn ơi. Đây các bạn nhìn thấy không, nước này cũng to khá nha các bạn. Đây. Đây các bạn thấy đã không? Bữa nay nói chung là dính gắn nó không ngon hung mấy bạn ơi, nó chỉ chung chung vậy không mấy bạn ơi. Con này thì cỡ 300-400 gram nha các bạn. Nước mập quá các bạn ơi. Ngon, gắn nước này quá mập nè, các bạn thấy cái luồng bụng nó mập thấy ghê không. Rồi thì nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy thành quả, mình được 4 con mà chết con hổ ngựa đầu tiên hết rồi, mình tặng người ta luôn rồi, tặng cho ông chú đất rồi. Giờ mình còn được đây là một con gắn nước, con gắn lãi nhưng còn hổ hành mình mới gỡ đó nghe mấy bạn. Đây ta lưới mình văng từ đây xuống đây mấy bạn. Mấy ta lưới này là mấy ta lưới cũ mình sửa lại, mấy bạn thấy nó bạc màu chân không, nó gách lủng lỗ ùm lum chân nè. Vậy chứ mình văng tới hồi nó dính mấy bạn ơi, nhiều khi đi đâu ngay nó đâu có biết đường mà nhắm ngay cái chân nó gắt ra được đâu. Giá xương xương lại là mình văng tiếp tục ha. Này mấy bạn nhìn đã không, còn đây quá nãy vợ mình đây nè, được có một cái em gắn lãi nè đó. Ở đây nắng chói quá nghe các bạn, cho nên quay nó không sáng luôn các bạn ơi. Đó ở đây thì còn hổ hành hồi nãy nè đó, con hổ hành chết ngắt rồi mấy bạn ơi. Còn một con hổ ngựa thì mình tặng cho ông chủ vườn đầu mày luôn rồi mấy bạn ơi. Còn con đây mình lội sâu vô rồi chứ phải mãi gặp, tặng ông hai con này cái ông nhậu chiều nay xỉn màu luôn quá. Thôi mình cũng xin tạm ngưng máy đây nha mấy bạn, mình xử lý con rắn này xong rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình quay lại cho mấy bạn xem nha. Lưới nó cũng sắp hết mấy bạn ơi, cũng không còn nhiêu tay nữa. Giấy đây tới cuối đó, tay hai tay dính con, tay hai tay dính con, quay lại cho đẹp đẹp cho mấy bạn xem chơi. Chứ còn cái này quá ít rồi, mà không có, bữa nay chưa có con nào đạt đỉnh cỡ 700-800 gram. Có con này đâu thì chừng khoảng 400 gram à. Nhưng con gắn lãi cũng cỡ 400 gram nửa ký à. Có con hổ ngựa thì chừng 600 gram mà nó chết ngắt rồi. Còn con gắn hổ hành hồi nãy thì chừng khoảng 300-400 gram nữa. Bữa nay gắn 300-400 nửa ký gì không mấy bạn, chưa có con nào bự còn sống nha. Thôi mình cũng xin tạm ngưng đây mấy bạn ơi. Rồi bạn ơi, mình lội nãy giờ cũng hết lưới rồi mấy bạn ơi. Tới bờ này bờ xài đợt hẳn mà dính con nước chứ còn không hành cái bên đó mấy bạn nhớ không. Rồi là hết lưới đó mấy bạn ơi, bữa nay quá thắt mấy bạn ơi. Bữa nay thành quả nãy giờ mấy bạn không thấy đó. Đây này thì được một con gắn nước. Nước mình để riêng nha mấy bạn, các bạn thông cảm nha, tại mình hay cảm. Con gắn lại
Đó, không dám để chung sợ nó cắn hư gắn đó bạn ơi. Con nước này thường vừa khoảng 400 gram hả mấy bạn ơi. Rồi. Con gắn lãi này thì cũng cỡ 400 gram nửa ký. Đó, với một con hổ hành. Hổ hành này cũng chết ngắt, trời ơi phun ghê mấy bạn. Nhỏ táp luôn. Con hổ hành này thì cũng chết ngắt luôn mấy bạn ơi, hổ hành này cũng nhỏ. Như nãy có một con hổ ngựa mà mình đi dọc đường đó mình tặng cho ông chủ vườn luôn rồi mấy bạn ơi. Rồi giờ thành quả mình là còn được có ba con gì nghe các bạn. Rồi mấy bữa nay là nói chung là thắt thôi mấy bạn ơi. Tại cỡ này đi mấy luồng lưới cũ nó dính yếu lắm mấy bạn. Nó không như hồi đầu vụ nữa, dính nhiều được nữa đâu nghe mấy bạn. Càng ngày nó càng ít mà bữa nay lại không có hổ hành bự nữa mấy bạn. Nay có con hổ hành nhỏ quá. Cũng chết ngắt nè. Có con hổ ngựa nãy trọng trọng được khoảng 600 gram thì mình cũng tặng cho ông chủ vườn đó. Còn con này đi nãy giờ không thấy ai chân thôi mình xách đem về luôn nè để dục cũng uống mấy bạn ơi. Con này mình về mình hầm cũng được tô canh đủ chữa nắng buổi trưa nè. Lội về bữa nay cũng giờ này cũng 11 giờ nha các bạn. Dính yếu quá các bạn ơi. Thì bữa nay coi ba con bốn con. Bốn con này thì chắc cỡ ký mấy rồi mấy bạn ơi. Ký 6 ký 7 hết mất rồi. Rồi, thôi vậy mình mấy bạn cũng cho mình tạm ngưng video đây ha. Nếu mấy bạn xem thấy vui nhớ đăng ký ủng hộ kênh anh em mình nha mấy bạn. Rồi, bye bye. Hẹn gặp mấy bạn ở clip sau nha. Rồi, cho mình tạm ngưng đây.